Tripowin Mele, tên đầy đủ của nó là cái gì thì mình cũng chả nhớ, nhưng cơ bản là cái con này thì hộp nó in là Tripowin Mele, nó còn có cái gì lòng hoàng nữa cơ. Thì đây là cái tai nghe mà đang nằm ở trong phân khúc 1 triệu đến 1 triệu mốt, rất là cạnh tranh. Và cái đặc biệt của nó là một sự cộng tác giữa Tripowin và một reviewer audio trên YouTube tương đối là nổi tiếng, Bad guy Good audio review, nếu mình không nhầm. Tất nhiên nếu các bạn xem bài review con này ở trên kênh của chính reviewer đấy, hiển nhiên là người ta sẽ phải khen rất là nhiều rồi. Cơ bản là cái sự cộng tác của người ta thì chắc chắn là người ta phải khen. Còn mình ở đây và cùng các bạn tìm hiểu xem là thực tế thì con tai nghe này nó có hype đến thế hay không, có xứng đáng để bỏ tiền ra mua hay không, và một thương hiệu tai nghe khi cộng tác với một audio reviewer cho ra một con tai nghe ở trong phân khúc giá rẻ như thế này thì nó có ra rẻ hay không. Bắt đầu video nhá. Như thường lệ thì mình mượn sản phẩm tại tai nghe Việt, cho nên bạn nào có quan tâm về Tripowin Mele thì các bạn có thể tham khảo tại đường link bên dưới phần mô tả. Hiện tại tai nghe Việt mức giá này là khoảng độ tầm hình như là 1 triệu mốt 50 thì phải. Mình thấy đây là một mức giá rất là cạnh tranh, bởi vì cơ bản là cái con này khi bán tại các web của nước ngoài như kiểu là Linsoul thì này thì nó đã là khoảng độ 50 đô rồi, mà về Việt Nam bán khoảng độ tầm hơn 1 triệu mốt thì mình thấy là nó chẳng có gì đắt hơn cả. Và rõ ràng thì cái việc mà có cửa hàng đại lý tại Việt Nam để các bạn thích nghe thử thì có nghe thử, mà thích bảo hành thì có ông để túm đầu bảo hành là nó tốt hơn rồi. Đấy thì cơ bản ở trong hộp của chúng ta ấy thì đây là một trong những cái hộp xấu nhất ở trong phân khúc 1 triệu mốt mà mình từng được sờ vào. Các bạn nhìn này, phông chữ rồi các thứ này kia không đồng nhất, rồi thì cách sắp xếp bố chữ nó lệch lạc. Xong là ở mặt sau này tự nhiên cái tai nghe với cái thông tin này nó tụt xuống dưới, xong cả khoảng trên thì trống. Mình không hiểu là cái bố trí nó là kiểu gì. Còn lại bên trong hộp thì nó chẳng có cái gì khác cả, thế nên là cũng không có vấn đề gì. Một cái nữa mà cần phải chê về trong vấn đề thiết kế là cái case. Có nhất thiết là phải làm cái chữ Tripowin nó to như này không? Đến với cái tai nghe thì có lẽ là cái sản phẩm này nó tử tế hơn khá nhiều so với cái hộp. Thứ nhất là hiển nhiên cái mức giá của nó không rẻ. Nếu mà để xét trong phân khúc tai nghe giá rẻ thì với mình thì đây vẫn là tai nghe giá rẻ, nhưng mà để mà so với cái phân khúc mà nó là rẻ của rẻ như kiểu là Blon BL03, Blon BL01 với những cái mức giá rơi khoảng độ tầm 300.000 thì hiển nhiên với một cái sản phẩm đắt gấp cỡ khoảng độ tầm 3, 4 hay thậm chí 5 lần như thế này nó phải làm tử tế. Cái dây này được hoàn thiện tốt hơn khá nhiều so với cái dây stock đi kèm với những chiếc tai nghe thậm chí là của CCA trong tầm giá khoảng độ tầm 1 triệu như kiểu CCA C12 rồi thì như là CCA 16 gì đấy. Thì những cái con đấy mức giá nó không rẻ, nhưng mà cái dây ấy mình cảm giác là nó tệ khá nhiều và không tốt như cái dây của con này. Thứ nhất là cái dây của con này về hình thức là đẹp, nó là dạng xoắn. Đây là dây 4x và khi mà chia lên thì mỗi bên là 2x. Cái dây này ấy, thì về lý thuyết nhá, các bạn nhìn trông như này thôi, nhưng mà nó lại không bị quá rối. Đây, mình vò cho các bạn xem này. Các bạn thấy không? Mình cạn thấy không? Nó vẫn bung ra được. Nếu như mà về hình thức cho một cái dây tai nghe giá rẻ thì mình nghĩ mình phải đánh giá được con này phải tầm 8, 9 trên 10. Cái phần dây ở dưới đoạn 4x này, cái màu dây thì rất là đẹp, rất là ưng. Cái rắc của chúng ta thì là một cái rắc dạng thường và có in chữ Tripowin rất là cẩn thận. Có điều là rắc này là rắc chữ L thì mình thích hơn bởi vì cho nó đỡ gãy. Ở phần splitter thì các bạn sẽ thấy ngay nó sẽ có cái logo của Tripowin. Cái logo này thì nó làm cái màu xám cùng tông với lại cái splitter. Với tai nghe giá rẻ như thế này thì cái chuyện mà chân 2 pin là chuyện rất là bình thường. Cái housing của chúng ta thì là housing bằng kim loại và mình nghĩ là housing này có nhiều ưu điểm. Thứ nhất là trọng lượng nó không hề nặng, và chỉ có điều là với cái housing bằng kim loại và nó làm kiểu hơi bóng như thế này thì mình nghĩ rằng là về lâu về dài nó có thể dễ bị xước, cho nên là bạn nào dùng con này thì nên giữ một tí. Mấy cái housing như này mà để xước thì nó hơi xấu. Khác với những cái tai nghe như kiểu là Blon BL03 hay BL01 ấy, thì hoàn toàn cả cái housing nó bằng kim loại. Bởi vì cơ bản là nó giá rẻ thì con này hơn được một cái là cái mặt faceplate ấy, nó làm một cái tấm khác, và cái tấm này mình thấy là như kiểu là hoa văn kiểu như là nhũ chảy, trông cũng được. Cơ bản là nó không có gì đặc biệt quá ấy. Tức là nó nói là nhỉ, cái thiết kế của con này nó là bị cái kiểu là nhìn thì cũng chỉ chu ấy, nhưng mà nếu mà để mà khen là thật sự là nó đẹp và bắt mắt ở cái housing ấy thì cũng không hẳn. Nó hơi thường thường và chọn một cái màu nó cũng hơi thường thường. Có thể gu của cái đội tai nghe này nó vậy. Bên cạnh cái chữ left và right được khắc ở trên thân của housing thì các bạn sẽ thấy là cái logo cũng sẽ khắc được trên thân của housing một lần nữa. Có một cái điểm mà các bạn sẽ nhìn thấy ngay, đó là cái ống nozzle của con này thì rất là to. Cái ống nozzle này to thật sự luôn đấy. Cái màng chắn nó sẽ không dùng một cái màng chắn ở cái ống nozzle bằng kim loại. Chả biết nó gọi là bằng cái màng gì, cái này để thằng Hải nó chọc ra thì mới biết là cái gì. Nhưng mà cái con này thì không phải là màng chắn bằng kim loại. Tổng quan về thiết kế thì nó là như vậy. Dây thì mình cho hình thức nó được khoảng độ tầm 8 điểm. Còn về chất lượng thì mình nghĩ là nó rất ok, trong tầm giá khoảng độ tầm 1 triệu đối với dây tai nghe follow. Các bạn không cần phải thay dây. Theo quan điểm của mình là không hề cần phải thay dây. Mình đã thay lên những cái dây đắt tiền hơn và mình thấy là nó cũng chả thấy vấn đề gì. Con này thì housing thì mình đánh giá là nó không đẹp, còn nó xấu thì mình không thấy nó xấu, con này mình thấy nó chẳng có gì bắt mắt cả. Chất âm thì sao? Rõ ràng đây mới là cái các bạn quan tâm. Thứ nhất là cái gu của Bad guy Good audio review ấy, cái gu của ông này thì mình không nhầm là ấm một cách rõ rệt, bởi vì là đợt mà ra BL03 ấy, thì ông này hype lên gọi là lên rời. Nó có một cái gì đấy mà mình đọc không biết là có đúng không mà nghe cũng có vẻ có lý, là khi mà họ làm ra con tai nghe này họ cố gắng tái tạo cái chất âm nó giống như con BL03 nhưng ở một level cao hơn. Tất nhiên là không đến mức là giống BL03 mà lắm, nhưng mà có cái vibe kiểu như thế, làm kiểu như vậy ấm, cái tông của nó rất là ấm. Nó như vậy không phải là để chê hoàn toàn mà nó có khá là nhiều điểm đáng khen. Thứ nhất là ở giải trầm, con này nó xuống khá là sâu và cái độ rung ở cái sub bass của nó, cái rumble của nó khiến cho mình cảm giác rất là thích. Cái lực nó đánh là không quá căng, nó vừa phải nhưng mà nó xuống sâu, và nốt nào nó tròn, nó rõ, nó rung cái nốt đấy. Thì ở trong cái tầm giá này thì mình thấy là cái sub bass của con này, cái độ sâu của con này nó đánh phải nói là cực kỳ tốt. Cái body của nó thì tròn trịa nhưng không quá nặng nề và nó cho mình một cảm giác rất là thư thái. Nó sẽ không có những cái nốt drop impact lực theo kiểu khiến các bạn phải cảm giác nó rung cả màng nhĩ, nó không phải kiểu như vậy. Nó đánh rất là thư thái. Có lẽ là do cái ống nó rồ nó to cho nên là cái lực nó không quá căng. Và mình nghĩ là có thể là ngay từ ban đầu họ tune cái giải trầm này nó là hơi nặng. Cái giải trầm này nó cũng được control khá tốt, nó không bị lấn quá nhiều sang các giải còn lại. Cái thứ hai nữa là con này mình thấy rằng là cái tốc độ của giải trầm nó đánh không được tốt lắm. Cái tốc độ nó không quá tốt cho nên khi đánh ấy, cái nốt nó sẽ không quá dứt khoát đối với những cái bài mà cần một cái tiết tấu nó thật sự nhanh. Hoặc là khi mà các bạn nghe chơi solo một cái nhạc cụ nào đấy mà nó đánh giải trầm ở một tốc độ nhanh, ví dụ như là solo đàn bass chẳng hạn, bạn nào nghe Deep V 504 thì các bạn biết cái nốt nó sẽ không được gọn gàng và nó sẽ bị dính do cái tốc độ nó không thực sự tốt. Thế cho nên là ví dụ như các bạn thích mà nghe giải trầm thì các bạn nên lựa những cái bài nào mà có tiết tấu nó không nên quá nhanh, bởi vì nếu mà nghe quá nhanh thì nó sẽ dính một xíu. Và mình nghĩ là vì vậy mà nó sẽ không hợp với những bạn nào mà thích nghe kiểu EDM với cái tốc độ thật sự là nhanh. Đến giải mid thì con này vì nó lùi lại đằng sau, thế cho nên là cái giải low mid là khi mà các bạn nghe giọng của vocal ấy, các bạn sẽ thấy là nó khá là sướng, nó có một cái giọng ấm và nó nghe nó khá là khoái. Nghe giọng kiểu của Quang Dũng các thứ này kia nó được, nó ok. Thế nhưng mà khi mà nó tiến xa hơn thì mình cảm giác là từ cái 2 mid trở lên ấy, con này nó có một chút vấn đề. Thực ra thì nó vẫn tái tạo được như vậy, mình cảm giác là nó cứ hơi bị tù tù ấy. Nó một cách nặng nề nhá thì các bạn cảm giác như nó hơi bị veo một tí, kiểu cảm giác như khi các bạn cầm một cái tấm vải các bạn phủ lên cái loa ấy. Cái khái niệm này thì chắc là anh em chơi audio nhiều các bạn biết, cho nên là nếu mà nói nặng thì là bị như vậy. Bạn nào mà rất khó tính về cái kiểu như thế thì các bạn sẽ thấy bị như vậy. Và cái resolution, cái chi tiết ở cái giải 2 mid trở lên đấy nó chưa thực sự là quá tốt. Mình thấy là nó hơi đáng tiếc. Cái vị trí của vocal nó không được đi quá xa, nó không bị gần quá, nó mới gọi là hơi gần. Nó khoảng như này, ví dụ như với mình chẳng hạn là dí vào sát này là bị gần này, nhưng mà nó hơi gần một xíu. Thì cái vị trí nó không đi được quá xa. Mình đã nghe có khá nhiều bài kèn sáo của Kenichi thì mình thấy rằng là thì cái tiếng kèn nó thoát lên ấy, nó bị mất đi cái sắc thái kim loại, nó relax quá và nó sẽ khiến cho mình cảm giác là nó thiếu những cái độ sướng cần có khi mình nghe kèn. Nó bị hiền quá, thật sự là nó bị hiền quá, như mình nói nó hơi tù tù ấy. Và cái rollback của trap nó đến sớm quá, nó không thực sự là nó đủ sáng như mình thích. Vậy thì chốt lại với cái kiểu tông tune như thế này ấy, thì nó sẽ hợp nghe kiểu gì? Thiên về ấm và thiên về giải trầm, rumble xuống sâu nhưng speed lại không tốt, thì mình nghĩ là nó sẽ hợp nghe kiểu rap, kiểu chậm chậm nhẹ nhàng, nốt kiểu thư thái ấy, với lại là nghe kiểu lo-fi, nghe kiểu pop, kiểu nhẹ nhàng. Còn nếu mà các bạn nghe kiểu EDM ấy, thì cũng không hợp, mà các bạn nghe kiểu những cái bài mà nhạc cụ quá cao nó cũng không hợp, nên nghe kiểu vocal nam trầm trầm. Nghe thử Denvo xem, hay đấy. Còn video đây là hết rồi. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể tham khảo tại đường link bên dưới mô tả tại tai nghe Việt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.